Xin chào tất cả mọi người, mình xin các bạn 2 phút để có thể thử vận may trên shopgotu.vn. Shopgotu.vn là shop bán nick Liên Quân Mobile của mình nha. Hiện tại thì trên shop cũng còn đang có chương trình khuyến mãi, đó là giảm giá 40% ở mục Liên Quân. Ngoài ra trên shop của mình còn có rất là nhiều mục thử vận may 9k, 30k, 50k, 75k, 120k, 250k đều có hết. Mình sẽ thử vận may, đó là thử vận may 9k xem. Trước khi mua tài khoản, các bạn nhớ đọc qua thông báo thử vận may 9k, các bạn phải chấp nhận hên xui. 100% tài khoản đều đúng, 60% ạc VIP hoặc cùi trắng thông tin đổi được mật khẩu. 40% ạc VIP hoặc cùi có thông tin không đổi được mật khẩu. Mọi người nhớ đọc qua thông báo giúp mình nha, để tránh những cái hiểu lầm không đáng có mọi người ạ. Và ở đây có rất là nhiều mã số cho mọi người. Đấy, rất nhiều mã số. Có đến 39 trang này. Tha hộ lựa chọn. Cực kỳ nhiều. Vô vàn có mã số mọi người có thể lựa chọn. Mình sẽ lựa chọn bừa một mã số nha, và sau đó là test cho mọi người thử xem vận may của mình nó như thế nào. Đây, mình sẽ lựa chọn cái tài khoản này đi, xác nhận mua. Và sau đó là check thông tin tài khoản mật khẩu. Ok, đang là thành công. Để xem 19k mình sẽ nhận được tài khoản như thế nào. Ui, đây là 95.000 vàng. 95.000 vàng mọi người ạ. Tướng và trang phục. Tướng 88 và trang phục 112. Đây là vận may 9k. Các bạn có thể qua shop mình để có thể thử vận may. Vận may của các bạn, chúc các bạn may mắn. Yo, xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip về vị tướng Liliana theo như yêu cầu của rất là nhiều bạn khán giả. Khá lâu rồi chưa động chạm tới Liliana, thử xem sức mạnh của vị tướng này trong phiên bản hiện tại nó còn bá đạo hay không nhá. Chưa gì thời điểm đầu game, Ryoma ơi, thôi mà khổ lắm cơ. Đầu game đã ra chăm sóc người ta đặc biệt như thế này rồi. Mình cố gắng tận dụng được sải tay dài của Liliana, cấu rỉa máu của đối phương tốt, kèm theo là farm lính tốt cho mọi người nhá. Ồ, cái gì đây? Thôi, em xin lỗi đấy. May là mình vào check chứ không là Ryoma sợ nó ăn mất cái con bùa xanh của rừng team mình. Ôi rừng ơi, đừng có farm của mình nha. Bây giờ để cho mình tập trung mình farm đi. Sau khi mình có hóa được cáo rồi, mình sẽ cho mọi người xem qua độ ảo diệu của Liliana như thế nào. Chất tướng vô cùng ảo diệu, cơ động. Cơ động cực kỳ đến từ hai bộ kỹ năng. Và trong phiên bản hiện tại là phiên bản kỷ niệm 4 năm của Liên Quân Mobile thì mình có check qua Liliana không có tăng giảm sức mạnh nha. Kể cả là một cái phiên bản mới cập nhật ở phiên bản thử nghiệm cũng không có cho thấy sự thay đổi của Liliana luôn mọi người ạ. Chủ yếu là thời điểm đầu game là mình sẽ cần phải farm và lên được những cái trang bị tầm 3 trang bị thôi. Các bạn đủ biết là chiêu 2, chiêu 1 chỉ cần vuốt chiêu ra một cái kiểu gì cũng lấy đi nửa cây máu của chủ lực team bạn. Mà thường thường chủ lực team bạn là các vị tướng máu giấy mà. Trong trận đấu này khiếp, Ryoma ra đường giữa ganh nhiều dã man. Mà nhìn Red còn chấm máu kìa. Red còn một cục máu, thèm thật sự. Nhưng mà để mà băng trụ thì hơi khó mọi người ạ. Ui, đứng trên đánh nhau rồi. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên. Tung một kỹ năng vào. Có mạng của ngộ không, lại được bùa xanh bùa đỏ. Thơm thế nhờ. Đây là môn võ, được coi là môn võ vết máng thần trưởng. Chỉ cần một kỹ năng là chúng ta có một mạng. Như vậy phải tận dụng nha, cơ hội khi mà đối phương còn xíu máu ấy. Và đồng đội của mình cũng bất lực hoàn toàn rồi, không thể làm ăn được gì. Nào, tiếp tục mình tới đây. Biết là làm ăn được cái gì nữa không? Ui, chạy được đi đâu Ryoma ơi? Khi mà mình có tốc biến ở đây thì bạn chạy được đi đâu? Cào cho một cái. Đấy, thế là chết nha. Hai mạng rồi. Ôi, chào Rat. Gọi thêm người đấy bạn ơi. Một mình bạn làm sao đánh được mình? Đẻ chứ. Ui, trên cả cáo Phoenix luôn ạ. Nào, tiếp tục khóa người. Và sau đó là ném kỹ năng. Ôi mắt của tôi mù mắt quá đi. Vừa xong mình tung mất hai kỹ năng xịt mọi người ạ. Chứ không nếu mà mình tung chúng là mình cũng có mạng của Rat rồi. Và có lẽ mình cũng không đến nỗi chết đâu. Nói qua về build đồ cho vị tướng Liliana nha. Trước hết là mình lên giày kiên cường.
sau đó không thể thiếu được cho Liliana, đó là chuyện bùng nổ vương mẹ Namek để tăng thêm cái lượng sát thương phép cho vị tướng này nhiều hơn này. Xuyên tâm lệnh, quả cầu bất tử và cả và trang bị cuối cùng sẽ là quyền trượt hút máu phép nha mọi người nhá. Bây giờ thì mọi người thấy bình thường thôi, nhưng mà cuối game cứ hai kỹ năng vuốt chiêu 2 chiêu 1 ở trạng thái người là kiểu gì các bạn cũng lấy đi rất là nhiều máu của đối phương rồi. Lướt qua người và sau đó là đẻ trứng nha. Đấy, lại chạy mất dép rồi, nhìn thấy quả cầu của mình cái là chạy mất dép luôn. Băng trung hòa máu thế, đây mình tung kỹ năng cho. Một kỹ năng nhẹ nhẹ 175 vàng, thơm thế. Ui, có ngộ không anh em ạ? Tình hình này là từ từ mình đợi kỹ năng. Chứ còn ngộ không vã cho một cái là sấp mặt ngay. Đấy, nào tiếp tục vào, cào cho một cái. Úi, đẻ trứng, ngộ không? Chạy mất dép luôn. Combo của Lilia có hai kiểu combo nha. Combo thứ nhất ở trạng thái người, combo thứ hai ở trạng thái cáo. Trước hết là mình sẽ cố gắng làm sao áp sát Ryuma và thịt Ryuma cả đã. Đó, Ryuma, ô, bất tử làm gì, tung thêm chiêu 2 phát nữa, chết ngay. Ô ngộ không ơi, bằng trụ luôn, ngộ không chết rồi. Thôi nha, tạm biệt các bạn. Ui, vừa xong rát đầu tư tốc biến lên để thịt mình ấy nhưng mà ai ngờ bị thêm đẩy ra mọi người ạ. Combo thứ nhất của Liliana đó là ở trạng thái người, các bạn ném chiêu 2 làm tráng, sử dụng chiêu 1 gây sát thương, hóa cáo, sau đó là sử dụng chiêu 2 lướt qua người đối phương, cào một phát rồi đẻ trứng nha. Đấy là combo thứ nhất. Nhưng mà kiểu combo như thế này thì mình nghĩ khi mà các bạn tạo quả cầu vào người đối phương ấy thì kiểu gì nó cũng chạy mất dép rồi. Vậy nên là chúng ta sẽ có kiểu combo thứ hai là ở dạng trạng thái cáo, sau đó là các bạn mới sử dụng kỹ năng. Lát nữa thì mình sẽ chỉ, bây giờ mình sẽ làm sao cố gắng tận dụng ép luôn cái trụ đường giữa khi mà team bạn có 2 người thủ thôi. Thì mình có đến 3 người thêm vào tanh trụ rồi, hay quá tiền ơi. Thịt rát luôn, rát chết này. Nhưng mà để giết được cáo thì hơi khó nha. Ở trạng thái cáo thì trước hết mọi người sẽ sử dụng chiêu 2 lướt qua người đối phương, cào bằng chiêu 1, sau đó đẻ trứng bằng chiêu 2 tiếp. Sau khi đẻ trứng xong mọi người hóa người. Mọi người sẽ khiến cho Liliana hóa người, sau đó vứt chiêu 2 làm choáng sử dụng chiêu 1. Như vậy thì các bạn đã làm choáng được đối phương rồi. Sau trong khoảng thời gian làm choáng thì quả cầu nó sẽ lao tới với kiểu gì nó cũng nổ thôi. Như vậy thì đối phương rất là khó để có thể né được nha. Nhưng mà cái combo kiểu thứ hai này nó hơi bị mạo hiểm một chút, bởi vì là để mà mở được combo thì mọi người phải lao vào bằng trạng thái cáo mà. Lao vào cáo cấu. Ây da, đau thế nhở. Đứng trong bụi mà nó vẫn đấm được, nó vẫn còn biết. Rồi. Bây giờ là cố gắng làm sao bắt luôn Ryuma. Ryuma ơi, vào tôi nhào vô, cào cho một cái, thốn đến tận rốn. Xanh quá rồi. Bây giờ là mình được 7 mạng rồi. Từ từ, cứ lựa cho cáo phân ít ra đây. Ui ôi, của rat. Ui thôi. Em xin lỗi. Ui thôi, trời ơi, gõ thốn ra mà mọi người ạ. Gặp ngộ công thì có vẻ hơi toang. Thật sự là Liliana là một cô thôn nữ nếu mà chúng ta đang ở trạng thái người, nhưng mà biến thành yêu quái khi mà chúng ta ở trạng thái cáo nha. Mà không biết là ngộ không nó có đập mình không trượt phát nào không. Nhưng mà bây giờ thì mình cứ cố gắng lao vào. Ui, anh ơi, em đùa đấy. Thôi, chết rồi. Mình không kịp dùng chiêu cuối luôn. Chưa kịp chuyển dạng luôn, anh ơi, võ mình phát chết luôn rồi. Thời gian hồi chiêu lúc đấy của mình nó cũng khá là chậm. Ngộ không bắt đầu đập thốn quá. Đánh về late game thì mình cũng mạnh thật, team mình cũng có chất tướng mạnh. Nhưng mà để mà so với thằng ngộ không kia thì cũng hơi căng. Thật sự là trận đấu này cũng khá là khó cho Thên. Bạn ấy bắt buộc phải lựa chọn một trong hai trang bị phụ trợ. Một là cái phát hiện tàng hình. Hai là có hóa giải khống chế bởi vì team bạn có Gidu. Ôi, thấy chưa, khống chế Gidu kìa. Úi, được một mạng thơm thế. Gidu bây giờ khống chế một cái là chúng ta không thể chạy được luôn. Thế nên là bạn ấy lựa chọn cái hóa giải khống chế cũng ok. Nhưng mà team bạn ngộ không cũng xanh. Ngộ không cũng xanh mà không có mắt thì cũng hơi bị thốn mọi người ạ. Đấy, ngộ không nó siêu việt rồi. Bây giờ không biết là ngộ không nó có về ấy không nhỉ. Mình đang rất là phân vân mọi người ạ. Sợ lao vào cái nó đập cho mình không trượt phát nào. Thôi thì cứ thử xem. Không có rồi. Moren chửi gì đấy Moren ơi. Đang đánh tốt mà team mình vẫn đang kiểm soát được trận đấu tốt mà. Lát nữa thì mới không tốt, tôi kéo dài lên lát nữa để ngộ không nó xanh thêm chút nữa là không tốt thôi.
Team mình bây giờ vấn đề chính là cần phải ép thôi. Đấy, cướp được cái gì thì cướp. Cứ đánh đều đều như thế này là kéo dài trận đấu ra đây này. Một lan tà thần để ép sớm. Hai phải đi chung với nhau nhưng team mình mỗi người đi một nơi, mỗi người đi một nẻo. Tà thần bây giờ thì chắc chắn dừng team mình không ra rồi. Đẩy lính thôi. Cái tầm này cũng chỉ là đẩy lính. Mình cũng không ra đấy, ngộ không kìa. Ui dồi ôi, mình không dám lên cao mọi người ạ. Thật sự luôn. Mặc dù là cũng gọi là Lily cũng chất tướng cơ động đấy. Đó, có thêm vào rồi. Hay quá thế ơi. Ngộ không đâu rồi ta? Rồi Ghi đu chết rồi nha. Không nhìn thấy bóng dáng của ngộ không đâu. Sợ thật sự mọi người ạ. Mình không dám lộ mặt ra. À kia ngộ không kia rồi. Đấy, nhìn thấy ngộ không một cái là chúng ta tự tin chúng ta ra farm hẳn. Đấy là cách khắc chế thôi. Không nên lộ sai sớm. Không nên lộ bản thân sớm. Thì mình đang quyết tâm ép đường này ra. Để ngộ không cái này. Làm sao bắt được ngộ không cơ. Là cứ thoát ẩn thoát đi. Ơ đi mà. Hay quá, ép được trụ này thôi. Đấy, bây giờ phải tận dụng được những cái sai lầm của team bạn. Nhưng mà không nhìn thấy ngộ không đâu. Không biết là núp ở đâu rồi. À đây, anh ngộ không. Đấy, phải thịt được ngộ không. Ép thôi, lính tràn lên rồi. Thết ơi, nhớ tanh trụ tên ơi. Nhưng mà team bạn dọn lính thì cũng rất nhanh ạ. À. Ui, Rat định tính chơi mình này. Xong hết lính rồi. Không làm ăn được cái gì luôn. Đúng thật bây giờ chỉ có ăn tà thần thôi thì mới có thể win được. Chứ còn đánh cứ ép xong rồi team bạn lại dọn lính. Thì như thế này là kéo dài late game rồi. Nhanh nhanh luôn tà thần nha. Bây giờ cứ làm cái con rơi quỷ trước đã. Mình sẽ không dám sồ vào đâu, mình sẽ đứng bên ngoài mình rỉa thôi. Chứ bây giờ sồ vào cũng thột hồn máu lắm. Có lính tràn lên. Thêm vào tanh trụ một cái là ngon ngay. Đứng bên ngoài ném nhá. Ui nửa cây. Đúng ai kỹ năng nửa cây mọi người ạ. Tiếp theo là cá phân ít này. Cáo không chết được. Ok thôi, clip của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người ơi. Rất là vui khi mà Liluna chúng ta sức mạnh vẫn còn rất là bá trong phiên bản hiện tại. Các bạn có thể mang vào leo danh hiệu quả. Cảm ơn tất cả.